Châu Âu, Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ treo tường ba tạ xích đến từ thương hiệu Frank Hamler. Và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ thuộc nhánh nhỏ của thương hiệu Frank Hamler này. Trên mặt số sẽ có dòng chữ là ASO. Thì ở thương hiệu Frank Hamler này là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức. Rất là nhiều những cái thương hiệu nhỏ của thương hiệu Frank Hamler này. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu với các bác được sản xuất năm 1970, được sản xuất tại Đức. Chiếc đồng hồ này với kích thước tổng thể với chiều cao là 86 cm, bề ngang là 32,6 cm, bề dày là 17,3 cm. Vậy móc chiếc đồng hồ sụn mình bộ máy chính hãng Frank Hamler 3 tạ, hoạt động máy lắc chạy tuần lên dây, sụn cho mình là 5 công đồng, bài nhạc Westminster. Vậy em phải khẳng định với các bác luôn thì phần âm thanh của chiếc đồng hồ này thì rất là hay. Và chiếc đồng hồ này thì ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 6.500.000. Với mức giá 6.500.000 này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm về móc tại cửa hàng cho các bác. Và ở mức giá 6.500.000 này là một giá vô cùng hợp lý để các bác sở cho mình một chiếc đồng hồ treo tường đến từ thương hiệu Frank Hamler. Và chiếc đồng hồ này được cấu tạo từ chất liệu gỗ xoài. Và chất liệu gỗ xoài ở đây là chất liệu gỗ xoài thịt. Nó rất là dày bạn các bác. Đây, rất là dày bạn. Và những cái đường vân gỗ tự nhiên này ở chất liệu gỗ xoài nó sẽ ẩn hiện lên, rất là đẹp, rất là sang trọng. Và đặc biệt ở chiếc đồng hồ này thì sẽ sở hữu cho mình là một cái kiểu dáng thiết kế tưng cổ điển. Bác có thể treo ở những ngôi nhà hiện đại cũng được, và cổ điển cũng được, đều rất là đẹp. Và điểm giá trị nằm trên chiếc đồng hồ này nó sẽ nằm ở phần mặt số, sổ cho mình là phần mặt số chân sao các bác. Mặt số được mạ vàng, rất là đẹp. Bây giờ thì em sẽ quay tổng quan ngoại thất cho các bác xem. Ở chất liệu gỗ xoài rất là dày. Đây các bác, rất là dày dặn. Em sẽ mở cánh cửa này ra cho bác xem. Đây các bác, rất là dày các bác. Kiểu dáng thiết kế tân cổ điển. Này, hai thước cột nằm đối xứng ở hai bên, trang trọng, tạo điểm nhấn cho phần mặt số. Đây các bác, rất là dày, những cái phần gỗ như này rất là dày dặn, rất là to. Những cái đường vân gỗ ẩn hiện lên thì cực kỳ đẹp. Và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ sẽ rất phù hợp với các bác nào mà mình yêu thích về đồ gỗ, vừa kết hợp từ chất liệu gỗ thịt, gỗ xoay, vừa kết hợp và là đồng hồ gỗ, đồng hồ cơ, rất là sang trọng, rất là đẹp. Phần mặt số sân hồ này được tạo điểm nhấn bởi tông màu chính là tông màu vàng, mạ vàng. Tông màu vàng này nó sẽ ẩn hiện ngay trên phần mặt số điểm giờ này các bác. Những chữ số từ 1 đến 12, những chữ số La Mã. Ở đây được trang bị những đường gạch nhỏ hiển thị phúc để các bác dễ quan sát. Và đặc biệt những chữ số này nó sẽ nằm trên phần mạ vàng bóng. Đây, rất là sang trọng và được tạo hiệu ứng ánh kim. Đây, các bác nhìn. Đây, rất là đẹp luôn các bác. Phần lòng giữa và bốn góc được trang bị những hoa văn được điêu khắc ngay trên chất liệu đồng. Phần nền là phần vàng cát mờ, và những hoa văn này nó được đục lấy thịt của phần đồng này. Đây, những cái đường hoa văn này nó sẽ bóng lên các bác, rất là đẹp, rất là sang trọng các bác. Những hoa văn ở bốn góc này cũng vậy các bác, rất là đẹp. Và chỉ với mức giá là 6.500.000 thôi các bác, để sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ đẹp như thế này. Và ngay phía dưới số 12 sẽ dòng chữ ASO, là một thương hiệu con của thương hiệu Frank Hamler. Ở phía trên là phần mặt số chân sao với những chữ số 1 đến 29 cũng được điêu khắc ngay trên phần thịt đồng này. Đây, với cả hai quả địa cầu này. Phần mặt số chân sao các bác. Đây, rất là đẹp các bác. Đây. Rất đẹp. Ba trái tạ được trang bị là ba trái tạ được mạ vàng, được sản xuất năm 1970 tính tận hiện tại, nhưng ba trái tạ này cũng rất là đẹp các bác.
Quả lắc được trang bị là quả lắc tròn tạo hiệu ánh kim với nút màu mạ vàng, rất là đẹp, dây xích các bác, được làm bằng chất liệu đồng sáng. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe phần âm thanh của chiếc đồng hồ này để các bác thẩm âm được phần âm thanh chiếc đồng hồ này. Với mức giá là 6.500.000 để sổ cho mình một chiếc đồng hồ treo tường thuộc dòng 3 tạ xích, sổ cho mình là 500 đồng, âm thanh hay, chất liệu gỗ dây, gỗ thịt, chất liệu gỗ xoay, rất là đẹp. Và các bác nào quan tâm muốn sổ ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay số like 0909 25303 hoặc 0909 25303, hoặc bác liên hệ địa chỉ mà số 280C Phạm Thiện, phường 3 quận 8 để sổ chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem, nhấn nút like và kênh đỡ phòng kênh ngày phát triển, đỡ làm thêm nhiều xem. Cảm ơn các bác.